nói đi vô đây. Má, thôi bây giờ ở ngoài đây chờ má nghe chưa. Má đi vô trong má coi. Cán bộ, cán bộ đâu rồi, ra đây giải quyết giùm đi. Có chuyện gì hả bác? Ờ dạ con mời bác vô. Ủa cậu phải cậu không? Cậu nhớ tôi không? Dạ, dạ là phải là con, nhưng mà con không nhớ bác. Tôi nè, tôi là Ma Thị Ninh, mẹ của Võ Thị Ngọc Linh nè. Linh nào hả bác? Linh, đi vô đây con. Đi vô trong đây với má. Con phải chỉ mặt người ta thì má mới biết má làm việc được chứ. Thì cái anh má mới vừa nói chuyện xong đó. Cái cậu đó đó hả? Hèn gì má thấy cái mặt quen quen. Đi vô tổng với má đi. Thôi má vô đi, gặp ảnh con ngại lắm. Trời đất, cái bụng chình ình vậy nè mà còn ngại với chả ngùng. Rồi bây giờ tính đẻ ra rồi còn ngại nữa được không? Má lạ thiệt, có bầu thì phải đẻ, mà đẻ thì phải nuôi. Nó là con của con, mà con là con của má, cháu ngoại má đó. Trời ơi, con không biết nghĩ cho con á thì con cũng phải biết nghĩ cho con của con chứ. Chứ bây giờ hả, bộ tính đẻ ra rồi không có giấy khai sinh luôn hay sao? Thì con đâu có biết đâu. Trời, má mệt con quá, thôi bây giờ đi vô trong với má đi. Nè bà kia, chỗ cơ quan nhà nước mà lo lắng sùm như cái chợ vậy hả? Trời đất ơi, vô duyên vậy. Bà vô duyên thì có, chỗ cơ quan nhà nước mà la như cái chợ vậy á. Mắc gì ông nói tôi vô duyên, ông mới vô duyên á. Bà vô duyên á. Trời đất ơi, cái ông này kỳ cục à. Dạ con mời hai bác vào trong ạ. Nè cậu, bây giờ cậu nhớ tôi chưa? Tôi nhớ cậu rồi đó. Cái chuyện á mà cậu làm cho con gái tôi nè, rồi bây giờ nó có bầu rồi nè. Là sao bác? Là tôi á, là tôi là má của nó, còn nó là con của tôi nè. Thì con bà kể con bà giới thiệu làm gì? Trời đất ơi, ông nói gì vậy? Cái chuyện mà cậu này á làm cho con gái tôi nè, cái lần đầu á cậu đó làm á là cái lúc đó là nó mới cấn bầu. Rồi bây giờ á cậu làm lần thứ hai á là nó được 4 tháng rồi nè. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ. Trách nhiệm gì bác? Nhiệm là sao bác? Con là em đã quên biết đâu giờ chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, cậu nói cái gì vậy cậu? Cậu giải quyết hộ tịch cho biết bao nhiêu người dân trong phường này á, rồi cái chuyện đăng ký kết hôn nè, rồi cái chuyện khai sinh khai tử, rồi nhận con nuôi, rồi nhận cha mẹ đỡ đầu gì. Cái gì á cậu cũng làm đàng hoàng hết, rồi tận tâm tận tụy, mà sao bây giờ cái chuyện này cậu không lo giải quyết đi? Nè. Cái bụng của con bà thì từ từ tính đi, còn cái chuyện của tôi quan trọng thôi, để tôi làm trước cho. Trời đất ơi, ông nói cái gì vậy? Chuyện của ông quan trọng, còn chuyện của tôi không quan trọng hả? Ông nghĩ sao vậy? Cái bụng nó như vậy rồi nè, rồi bây giờ đứa con mà đẻ ra là cái quan trọng nhất là cái giấy khai sinh, mà bây giờ không chịu làm giấy kết hôn thì làm sao mà giải quyết được cái chuyện này? Nè, để tôi nói cho bà nghe ha. Ông trời á sinh ra người ta có cái lý hết. Hễ mà con mắt đẹp á thì là cái mũi xấu, mà hễ mà con mắt cái mũi xấu thì cái miệng nó đẹp đúng không? Mà lỡ mà cái mặt á mình xấu đi thì còn cái dáng, mà lỡ mà cái dáng mình xấu luôn thì tâm hồn mình đẹp. Còn bà chân tay mắt mũi miệng cái gì cũng xấu mà được có cái vô duyên nữa kìa. Trời đất ơi, cái ông này ông vô duyên thiệt luôn á. Ông nghĩ sao mà ông ngồi tôi, ông nói tôi vậy hả? Chứ gì nữa? Bây giờ ông muốn cái gì? Bà vô duyên mà còn lố nè. Tự nhiên cái đi đăng ký kết hôn cái lố hả? Tôi mắc cười quá nè, tôi nói bà nghe nè, cái chuyện mà con bà bị vậy đúng không? Rồi có tiền đạo không? Rồi có thủ môn không? Tự nhiên cái lô đi ra bắt người ta làm đăng ký kết hôn. Kết hôn á hả? Con nhớ rồi. Anh nhớ rồi hả? Anh nhớ ra rồi hả? Nhớ rồi, cưới rồi đúng không? Cưới rồi, đám cưới hả, đãi 70 bàn, mời hết họ hàng hai bên, rồi hả anh em bạn bè hàng xóm, mà quên của mình cậu thôi đó. Có bầu luôn đúng hả? Bầu cũng 4 tháng 5 tháng là sắp đẻ rồi nè. Dạ, hai lần trước cô có tới rồi. Thì tôi có hướng dẫn rất là rõ ràng. Ủy ban nhân dân nơi cư trú của một trong hai bên nam nữ thực hiện đăng ký kết hôn á, là phải được cung cấp đầy đủ tên, họ, ngày tháng năm sinh, rồi quốc tịch, rồi nơi cư trú nữa. Với lại là phải có thông tin về căn cước công dân, có xác nhận tình trạng hôn nhân, có ngày tháng đăng ký kết hôn. Với lại là phải có chồng của cô đi theo để mà hai người ký tên trước cơ quan đăng ký hộ tịch. Nhưng mà nói chuyện nãy giờ sao tôi không thấy cái chồng cô đâu á. Dạ chồng em đi biển, chồng em làm nghề đánh cá mà 6-7 tháng có khi
xong thì ảnh lên tàu rồi đã khơi luôn. Nhưng mà mấy bữa nay bão rồi thuyền của ảnh đi hỗ trợ người ta nên chưa có về kịp, nên là không theo yêu cầu của anh được. Lúc trước á, là tôi nghe nói còn nhiều khó khăn, mà nghe nói đâu là bây giờ á, luật hộ tịch mới á, cũng thông thoáng lắm rồi mà, phải không cậu? À, dạ đúng rồi, bây giờ luật hộ tịch ban hành vào năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Có rất là nhiều điểm mới như là thuận tiện hơn, đơn giản hơn và nhiều lợi ích cho người dân hơn. Đó là áp dụng kể cả cho người dân tộc Kinh nè, dân tộc thiểu số nè, kể cả những người nước ngoài mà đang cư trú tại Việt Nam nữa. Nói chung là tất cả mọi người đều bình đẳng và đều được hưởng lợi ích như nhau hết, không phân biệt đối xử với ai hết. Ừ, mà chú ơi, cái chuyện của tôi chú giải quyết sao rồi? Bữa giờ chú sao chú có làm cơ hoài vậy? À, bác có chuyện gì bác nói cho con biết đồng tay nhiều giấy tờ quá con cũng chưa sắp xếp được. Thì chắc đi đăng ký kết hôn trễ hạn chứ gì? Ly hôn với ai? Với vợ tôi không lẽ với bà. À, dạ thôi bác cho con xem hộ khẩu hay là chứng minh nhân dân của bác, hay là căn cước của bác hoặc là của vợ bác được không? Công dân chú hoặc là của vợ chú. Đây tôi tên Dân, Võ Văn Dân. Bác ơi, chứng minh nhân dân của bác là được cấp vào năm 2014 mà bây giờ thì không còn nhận dạng được mặt mũi với lại ngày tháng năm sinh nữa. Vậy thì sao sử dụng được bác? Bởi vì tôi làm cái nghề bóng giác sáng cho tới chiều, nào đâu có thanh thời, chứng minh vẫn luôn bên mình, nắng mưa gì cũng không rời xa. Đến khi muốn giặt bộ đồ mà giấy tờ tôi quên lấy ra, ngày mai chợt nhớ. Trời ơi, là trời, cái gì vậy ông ơi? Thì đó, để xa thì tôi nhìn cũng không ra, mà để gần cũng nhìn không ra luôn, mà mặt mũi tèm nhem như con ma vậy nè. Vậy chú ơi, bây giờ con khuyên chú nha, chú phải nên đi đổi thành căn cước công dân đi. Nhưng mà tất cả các giấy tờ của chú là đều liên quan tới chứng minh nhân dân con. Dạ đúng rồi, bây giờ là từ năm 2016 á, công dân đã được cấp căn cước công dân 12 số theo công nghệ mới. Các chứng minh nhân dân vẫn còn giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý là đã được phát hành và sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn còn nguyên hiệu lực pháp luật mà chú. Mà vợ tôi thì bỏ đi một năm qua rồi mà không biết là gần hay xa, mà cũng không biết ở huyện ở tỉnh nào của nước ta. Mà mùa đông thì đã qua, mùa xuân sắp tới, tôi xin ly dị để cưới vợ mới mà. Dạ, trường hợp của chú là bây giờ chú phải nộp đơn ra tòa, chứ ở phường không giải quyết được. Đến đó rồi người ta sẽ hướng dẫn chú giải quyết chuyện ly hôn hay là kết hôn của chú. Dạ, trường hợp của chú là chú phải nộp đơn ra tòa, chứ ở phường không giải quyết được. Với lại là chú đến đó người ta sẽ hướng dẫn chú là giải quyết chuyện ly hôn và kết hôn của chú theo quy định của pháp luật. Nhưng mà trước tiên là con khuyên chú là phải làm lại căn cước công dân nha. Tôi hiểu rồi ạ. Vậy cảm ơn chú nha. Tôi gì mà con nè. Dạ, chuyện gì bác? Có gì á, kêu má con về luôn á, chứ đây bả la lớn ầm sầm tao cũng kỳ lắm nghe con. Dạ. Mà chú về à. Chà chà mắc dịch. Má, nó đọc tin nhắn nè. Trời đất ơi, vậy á là mọi chuyện được giải quyết rồi đó cậu. Là sao bác? Thì đây nè, thằng con rể tôi nó sắp về rồi đó, chuẩn bị ra phường nè. Bây giờ cũng sắp hết giờ làm việc rồi, nhưng mà thôi cậu ráng chờ chút xíu nha. Dạ được hả bác, vậy là tốt rồi. Bây giờ kết hôn là phải bắt buộc hai người phải có mặt ở nơi đăng ký thường trú. Rồi sau này thí dụ như mà mình làm khai sanh cho cháu thì mình làm ở nơi tạm trú cũng được, vì thông tin ban đầu đã được lưu trữ rồi. Với lại thôi bây giờ con tranh thủ con làm thủ tục kết hôn cho con gái của bác, yên tâm ha. Trời ơi, vậy thì cảm ơn cậu nghe. Cậu á, nhiệt tình ghê, bởi vậy đúng là cán bộ tận tụy tận tâm mà. Làm hết việc chứ không hết giờ. Nguyễn Thị Diễm, Nhi 90.